Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Sống An Vui. Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết giao mùa, nắng mưa thất thường khiến cơ thể rất dễ mắc bệnh cảm cúm. Các chuyên gia khuyến cáo, khi bị cảm cúm nhẹ, không bị bội nhiễm vi khuẩn, người bệnh hoàn toàn có thể tự chữa tại nhà thông qua việc bổ sung dưỡng chất trong ăn uống hàng ngày, không nhất thiết phải sử dụng kháng sinh. Bởi việc sử dụng kháng sinh bừa bãi rất dễ dẫn tới nguy cơ kháng kháng sinh vô cùng nguy hiểm. Do đó, nếu có dấu hiệu cảm cúm, bạn hãy thử áp dụng một trong số những bài thuốc dân gian quen thuộc, cực hiệu quả cũng như một số mẹo hữu ích sau đây nhé. Mời quý vị cùng theo dõi. Những cách trị cảm cúm cực nhạy không cần dùng thuốc. Thứ nhất, ăn cháo hành, tía tô. Hành có tính sát khuẩn cực mạnh, được dùng để chữa cảm cúm rất nhạy. Tía tô cũng được coi là một loại kháng sinh tự nhiên giúp đánh bay cảm cúm đặc biệt hiệu quả. Trong dân gian, mỗi khi cảm cúm người ta thường nấu cháo hành, tía tô để ăn, sẽ giúp giải cảm, trị cúm rất nhanh chóng. Bạn có thể nấu cháo trắng bằng gạo nếp, rồi thái hành lá, tía tô cho vào quấy đều, đến khi hành và tía tô chín tái, rồi bắc ra ăn khi còn nóng, cho vã mồ hôi, sẽ rất nhẹ người. Với một số tỉnh miền Trung có món hành tăm hay còn gọi là hành chăm mà bạn có thể tận dụng nấu cháo hành này ăn để giải cảm vô cùng hiệu nghiệm. Nấu cháo trắng khi sắp được, bạn đập dập một nắm củ hành tăm rồi cho vào nồi cháo quấy đều. Nêm nếm gia vị vừa miệng, hành chín tới bắc ra ăn nóng. Qua một đêm mồ hôi toát ra nhiều, giải cảm cực linh nghiệm. Người cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Thứ hai, súc miệng bằng nước muối. Đây là phương pháp đơn giản nhưng lại đặc biệt hiệu quả trong việc phòng và hỗ trợ điều trị các căn bệnh cảm cúm thông thường. Nước muối giúp sát khuẩn vùng khoang miệng, họng, giảm cơn đau rát do ho khan, hắt hơi nhiều. Bạn nên súc miệng bằng nước muối 2 lần một ngày hay ngậm muối rồi nhổ đi cũng cho hiệu quả tương tự. Muối có tính sát trùng, sát khuẩn cao, do đó nó sẽ làm dịu cổ họng của bạn, kháng viêm tốt. Nếu có thể, bạn cho thêm ít tinh chất nghệ vào nước muối để ngậm hoặc súc miệng thì hiệu quả còn tốt hơn nữa. Thứ ba, uống nước gừng nóng. Trong gừng có chứa gingerol và soga oil, có tác dụng trị cảm, thông mũi hiệu quả. Bên cạnh đó, gừng rất tốt cho hệ hô hấp, đánh bay viêm họng trong vòng một nốt nhạc. Bạn chỉ cần một vài lát gừng vào nước ấm đun sôi cùng ít đường phèn hay ít mật ong vào để uống. Uống 3 lần một ngày sẽ giúp bạn giảm nhanh các triệu chứng cảm cúm mà không cần dùng đến các loại thuốc kháng sinh. Thứ tư, sông tỏi. Tỏi là nguyên liệu rất quen thuộc trong căn bếp gia đình. Không chỉ vậy, nó còn được coi là một loại thần dược cực rẻ tiền nhờ dược tính mạnh và khả năng kháng khuẩn chống viêm tuyệt vời. Tỏi được sử dụng như một loại thuốc kháng sinh tự nhiên giúp điều trị cảm cúm nhanh chóng và hiệu quả. Bạn có thể giã nát một củ tỏi, cho vào một cốc nước, chế nước sôi vào rồi dùng một tờ giấy A4 khoang lại thành hình cái phễu, cắt thủng đầu nhọn, úp phễu giấy lên cốc nước tỏi. Ghé mũi vào lỗ thủng trên đầu để xông hơi tỏi. Cách làm này sẽ giúp tinh chất của tỏi đi sâu vào vùng mũi họng của bạn nhanh chóng hơn là việc bạn chỉ giã nát tỏi rồi ngửi. Nếu có thể uống được nước tỏi thì bạn cũng có thể giã nát tỏi, chế chút nước sôi vào để uống sẽ nhanh khỏi hơn. Tuy nhiên cách này sẽ hơi khó uống vì tỏi có vị khá đặc trưng mà nhiều người lại không thích. Ăn một số món ăn có thành phần tỏi cũng hỗ trợ rất tốt trong việc điều trị cảm cúm. Ngoài ra, những người mắc chứng viêm mũi dị ứng, viêm xoang áp dụng phương pháp sông tỏi này cũng rất khá tốt. Thứ 5. Kinh giới hấp đường phèn. Lá kinh giới cũng có tính kháng khuẩn cực tốt, được sử dụng nhiều trong dân gian để chữa cảm lạnh, cảm cúm. Lấy một nắm lá kinh giới giã nát, cho thêm đường phèn hay mật ong vào. Hấp chín, ăn nóng sẽ nhanh chóng khỏi cảm cúm. Kinh giới có vị cay, tính ấm, có tác dụng làm toát mồ hôi nhanh. Do đó khi ăn kinh giới hấp mật ong hay đường phèn sẽ giúp giảm cảm sốt nhanh chóng. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm mát họng, thông mũi nhanh chóng. Thứ 6. Sông nước bưởi. Vỏ ngoài của bưởi chứa tinh dầu có vị cay, đắng, ngọt, tính ấm. Có tác dụng trị ho, giải cảm rất tốt.
lá bưởi có thể kết hợp cùng các loại lá sông trị cảm, đau đầu. Cách làm: lấy một nắm lá bưởi tươi rửa sạch, kết hợp cùng một số loại lá có tinh dầu thơm như lá chanh, lá xả, hương nhu. Cho tất cả các loại lá đó vào nồi, cho nước vào nấu sủi, sau đó dùng nước để xông. Thứ 7, uống nước mùi tàu. Mùi tàu có vị cay, đắng, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng giải cảm ra mồ hôi. Cách làm: lấy 40g mùi tàu, 20g ngải cứu, 20g cúc tần, 10g gừng tươi. Thái nhỏ những thứ kể trên cho 400ml nước vào sắc đến khi còn 100ml. Lấy lượng thuốc sắc được uống trong lúc còn nóng, mỗi ngày 2 lần. Sau khi uống, đắp chăn để cho ra mồ hôi. Khi ra mồ hôi, dùng khăn khô lau người xong sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Thứ 8, uống nước sắc tía tô kinh giới. Tía tô và kinh giới là hai loại rau thường gặp trong bữa ăn hàng ngày. Đồng thời nó cũng là hai vị thuốc chữa cảm mạo phong hàn rất hiệu quả. Kinh giới và tía tô có vị cay tính ấm, trị đau nặng đầu, sưng họng, buồn nôn do lạnh. Bạn chỉ cần cho kinh giới, tía tô, mỗi thứ một nắm, đổ 2 bát nước vào sắc đến khi chỉ còn 1 bát nước thì đem uống khi còn ấm. Lưu ý, khi sắc nên đậy kỹ, đun lửa to để tinh dầu không bị bay đi nhiều. Sau khi uống, nên ăn thêm 1 bát cháo trứng gà và nằm đắp chăn ấm. Thứ 9, dùng cháo trứng. Ngoài cháo hành thì cháo trứng cũng là một món ăn giúp trị cảm cúm rất hiệu quả và an toàn, đặc biệt là cho các bà bầu. Cháo trứng sẽ hiệu quả tốt nhất khi ăn nóng và cho thật nhiều hành cùng tía tô và cháo. Sau khi ăn, cơ thể sẽ toát nhiều mồ hôi, giúp bạn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thứ 10, uống chanh, mật ong. Chanh, mật ong từ lâu đã được biết đến là món đồ uống bổ dưỡng và có tác dụng phòng tránh và trị cảm rất công hiệu. Chanh chứa hàm lượng cao vitamin C, giúp tăng sức đề kháng, trong khi mật ong có tính kháng khuẩn mạnh. Kết hợp hai nguyên liệu này sẽ mang lại món đồ uống có tác dụng đánh bay cơn cảm cúm nhanh chóng, đồng thời giúp hồi phục thể lực. Cách làm: chanh bắt lấy nước cốt, và nước cốt chanh với nước ấm, rồi thêm 1 muỗng mật ong vào khuấy đều, nên uống khi còn ấm để phát huy tốt nhất hiệu quả. Cuối cùng, xông hơi. Xông hơi là phương pháp dân gian rất hiệu quả trong việc điều trị cảm lạnh, sốt. Tác dụng dược lý của dược thảo kéo theo hơi nước ấm làm giãn mạch ngoại biên. Điều này giúp kích thích tuyến mồ hôi hoạt động, đào thải các chất độc trong cơ thể ra ngoài. Một số loại lá thường được sử dụng như lá chanh, xả, hương nhu, bưởi, tía tô, kinh giới, hoắc hương, quế, gừng, bạc hà, húng chanh, tre, dâu. Mỗi lần dùng 5 đến 10 loại lá tùy điều kiện, tổng lượng khoảng 600 đến 1.000 gram. Cách làm: rửa sạch các loại lá cho vào nồi, thêm nước, đậy kín nắp và đun sôi. Khi nước sôi, bạn nên để thêm 5 phút rồi tắt bếp. Đặt nồi xông tại nơi kín gió, cởi bỏ quần áo của người bệnh, trùm chăn kín người bệnh cùng với nồi xông, mở nắp từ từ để hơi trong nồi tỏa ra. Xông trong khoảng 10 đến 20 phút, khi thấy mồ hôi đã tiết ra khắp người thì dừng xông. Lau khô mồ hôi bằng khăn sạch. Uống 1 cốc nước ấm hoặc trà gừng để bổ sung lại lượng nước và tăng cường hiệu quả của việc điều trị. Lưu ý: đề phòng bị bỏng trong quá trình xông hơi. Không áp dụng phương pháp này cho người bệnh đã mất nhiều nước, thiếu máu, người không điều khiển được hành vi của mình, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 12 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói, kháng sinh chỉ hạn chế được sự phát triển của các loại vi khuẩn, làm giảm bớt triệu chứng cảm cúm và vì thế chúng ta không nên quá phụ thuộc và lạm dụng vào nó. Khi mới bắt đầu thấy xuất hiện các triệu chứng chớm cảm, bạn hoàn toàn có thể áp dụng các biện pháp tự nhiên để loại bỏ nguồn cơn của bệnh và tiến hành phục hồi bệnh một cách nhanh chóng mà không cần vội vàng dùng đến thuốc kháng sinh. Vậy làm thế nào để biết mình bị cảm cúm? Và khi mới bị cảm cúm, bạn cần phải làm gì ngay để bệnh không bị nặng hơn? Mời quý vị và các bạn cùng đón xem ngay sau đây. Làm sao để biết mình đang bị cảm cúm? Tự nhiên bạn cảm thấy có những dấu hiệu của bệnh cảm cúm. Cơ thể cảm thấy có chút lạnh, nhức đầu, chóng mặt, đầu nặng trĩu, cơ thể đau nhức, mệt mỏi, nước mũi chảy, ho hoặc đau họng thì hãy suy nghĩ ngay đến cảm cúm, cần phải xử trí càng sớm càng tốt. Bị cảm cúm thì cần làm gì?
Khi bạn nghi ngờ cảm cúm dựa vào những dấu hiệu cảnh báo trên, hãy làm ngay những việc sau đây. Thứ nhất, khẩn trương loại bỏ virus. Theo quan niệm Tây y, nguyên nhân gây bệnh cảm cúm chính là do virus. Nhưng cho đến nay, chưa có thuốc đặc hiệu cụ thể để điều trị virus. Vì vậy, bạn đừng mất công đi tìm thuốc kháng sinh để loại bỏ virus. Cách tốt nhất và hiệu quả nhất để loại bỏ virus ra khỏi cơ thể chính là uống nhiều nước ấm. Mỗi ngày cần uống nước ấm nhiều hơn so với bình thường, sau đó đi vệ sinh để đào thải virus ra khỏi cơ thể. Nếu bị cảm cúm kèm đau sưng họng thì nên pha chút muối vào nước nóng ấm để uống. Dùng chút nước muối ấm loãng này có thể nhanh chóng làm dịu cơn đau họng. Thứ hai, khẩn trương loại bỏ khí lạnh tích tụ trong cơ thể. Theo quan niệm Đông y, nguyên nhân khởi nguồn của cảm lạnh chính là do nhiễm lạnh. Khi bạn cảm thấy tay chân run lạnh, có nghĩa là cơ thể đang bị nhiễm lạnh. Việc nhanh chóng loại bỏ hơi lạnh ra khỏi cơ thể chính là chìa khóa để chữa cảm lạnh. Trong các loại thực phẩm, hành tỏi được xem là gia vị có tác dụng loại bỏ lạnh rất tốt. Có người chọn cách uống vài miếng gừng tươi pha với đường nâu để uống giải lạnh. Có người nấu ít hành uống vào để cơ thể ra mồ hôi, loại bỏ lạnh. Đa số những người bị nhiễm lạnh đều sinh ra ho, có thể thêm vào cốc nước gừng tươi, đường nâu, ít tép tỏi nhỏ cũng có thể uống để giải lạnh, ngăn chặn cơn ho. Ngoài việc ăn các thực phẩm trên, bạn cũng có thể ăn một bữa canh cay nóng ấm, lẩu cay chẳng hạn, cũng có thể giúp cơ thể ra mồ hôi, loại bỏ lạnh, điều hòa thân nhiệt, làm cho lỗ chân lông mở rộng ra, tiết mồ hôi nhanh chóng hơn. Còn một cách khác là ngâm chân vào nước ấm để giải lạnh, hiệu quả tương đối tốt. Khi bị cảm lạnh ở mức nghiêm trọng hơn thì nên áp dụng đồng thời cả việc uống nước gừng đường nâu và ngâm chân nước ấm để dễ dàng toát mồ hôi. Thứ ba, phải đảm bảo ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi hợp lý. Chỉ cần có dấu hiệu chớm bị cảm, bạn nên nghỉ ngơi kịp thời, làm như vậy mới nhanh chóng giảm nhẹ tình trạng bệnh, tạo điều kiện để cơ thể phục hồi nhanh hơn. Sau khi uống nhiều nước, uống thêm hành tỏi hay gừng đường nâu, kết hợp với ngâm chân nước ấm giải lạnh thì nghỉ ngơi ngay sau đó. Làm được như vậy thì sang ngày thứ hai, cơ thể đã cảm nhận được sự phục hồi rõ rệt. Bị cảm gây nhức mỏi khắp người phải làm gì? Khi cơ thể bị nhức mỏi, vận động khó khăn chứng tỏ tình trạng nhiễm lạnh trong cơ thể ở mức khá nghiêm trọng. Trong tình trạng này, bạn nên uống thêm nước gừng đường nâu, thêm ít lát gừng. Mỗi lần uống nên dùng khoảng từ 6 đến 8 lát gừng. Bị cảm gây sốt cao nên xử lý như thế nào? Bị cảm gây ra sốt cần phải xem nhiệt độ của bàn tay, bàn chân. Khi nhiệt độ trên người đã tăng vượt qua mức bình thường nhưng tay chân vẫn lạnh thì chứng tỏ khí lạnh trong cơ thể đang rất nhiều, cần tiếp tục uống nước gừng đường nâu. Khi nhiệt độ cao thì nên thêm vài cây hành nấu lên uống, có lợi cho việc ra mồ hôi. Nếu cơ thể tiếp tục tăng cao, chân tay không còn lạnh nữa thì dừng uống nước gừng và tăng cường uống nước ấm. Thông thường, sốt sẽ xuất hiện vào ban đêm. Nhiều người không thích uống nước vào ban đêm vì sợ phải dậy đi tiểu, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nhưng chỉ cần bị sốt, không kể là đêm hay ngày, bạn buộc phải uống nước. Như vậy mới có thể giảm sốt nhanh, đào thải nhanh độc tố. Sau khi toàn thân sốt cao, uống ít cốc nước, đi tiểu ít lần, kết hợp với da mồ hôi, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống mức bình thường, sau đó nghỉ ngơi, đắp chăn mỏng để tránh nhiễm lạnh. Ngày thứ hai bị cảm là ngày quan trọng nhất để điều trị. Nếu ngày thứ nhất bị cảm, bạn đã nỗ lực để xử lý bằng cách loại bỏ lạnh, ra mồ hôi, đi tiểu nhiều, thì về cơ bản sang ngày thứ hai, cơ thể sẽ hồi phục lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, lúc này cơ thể sẽ bị yếu, mệt. Vì vậy, đây là thời điểm cần chăm sóc tốt nhất để tránh tái nhiễm bệnh. Đầu tiên cần xem lưỡi. Nếu lưỡi bị trắng thì nên tiếp tục uống nước gừng và đường nâu, đồng thời uống thêm nước lọc ấm. Chú ý tới việc ăn uống, vì đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nên ăn uống thanh đạm, có thể ăn thịt gà, thịt lợn và những thực phẩm có tính bình. Không nên ăn cá, tôm và những thực phẩm có tính nhiệt. Sau đó là chú ý nghỉ ngơi. Bạn không nên làm việc lao lực ngay sau khi hạ sốt hay cảm cúm mới chỉ ở ngày thứ hai. Quý vị và các bạn thân mến, cảm cúm là bệnh rất dễ gặp và xảy ra thường xuyên, đặc biệt vào thời gian giao mùa. Sức đề kháng giảm là cơ hội để virus, vi khuẩn tấn công. Nhiều người nghĩ rằng bệnh cảm cúm rất dễ chữa khỏi và từ đó có những suy nghĩ sai lầm về bệnh này. Sau đây là những sai lầm phổ biến về bệnh cảm cúm ai cũng cần phải biết để tránh phạm phải. Mời quý vị cùng đón xem.
Những điều về bệnh cảm cúm tưởng đúng nhưng lại làm bệnh càng nặng hơn. Sai lầm thứ nhất, bị cảm cúm nằm lì một chỗ trong nhà để dưỡng bệnh. Khi bị cảm cúm, các loại virus sẽ làm cho chúng ta mệt mỏi và không muốn bước chân ra khỏi nhà. Ngoài ra, nơi đông người như bến xe buýt, bến tàu, văn phòng sẽ làm virus dễ dàng lây lan, ảnh hưởng đến nhiều người. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta chỉ nằm lì một chỗ, cần phải ra ngoài để hít thở không khí ngoài trời sẽ làm sức khỏe của bạn tiến triển lên rất nhiều. Sai lầm thứ hai, uống nhiều thuốc kháng sinh sẽ khỏi cảm cúm nhanh hơn. Nhiều người cứ hễ bị cảm cúm là tìm ngay đến các loại thuốc kháng sinh, thậm chí sử dụng cùng lúc nhiều loại kháng sinh với suy nghĩ rằng sẽ giúp bệnh càng nhanh khỏi. Theo ý kiến của các bác sĩ, các bệnh liên quan đến virus nói chung và bệnh cảm cúm nói riêng đều không cần và không nên sử dụng kháng sinh vì kháng sinh không thể tiêu diệt được các loại virus. Kháng sinh chỉ hạn chế được sự phát triển của các loại vi khuẩn. Do đó, khi có dấu hiệu nhiễm khuẩn mới sử dụng thuốc kháng sinh và sử dụng theo chỉ định của bác sĩ. Sai lầm thứ ba, cảm cúm thông thường không cần phải chữa mà sẽ tự khỏi. Cảm cúm được xếp là loại bệnh thông thường. Mỗi năm, một người trưởng thành sẽ mắc cảm cúm từ 2 đến 4 lần. Điều này sẽ xảy ra nhiều hơn ở trẻ em và người già. Do đó, mọi người nghĩ rằng khi bị cảm cúm thì không cần làm gì và bệnh sẽ tự khỏi. Thông thường, các bệnh cảm cúm sẽ kéo dài trong khoảng 3 ngày nếu được điều trị kịp thời. Nếu không uống thuốc và để bệnh tự khỏi, tình trạng ho, sổ mũi, đau đầu sẽ kéo dài từ 20 đến 30 ngày, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và công việc. Nặng hơn, các chuyên gia cho rằng cảm cúm có thể gây ra một số biến chứng nếu để bệnh kéo dài. Các biến chứng có thể xảy ra đối với hệ thống tim mạch như viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, biến chứng liên quan đến đường hô hấp, viêm phế quản mãn tính, viêm phổi, viêm cầu thận, bệnh về tai mũi họng, viêm tai giữa, viêm xoang, viêm họng, vân vân. Sai lầm thứ tư, chỉ sử dụng một loại thuốc cảm. Cảm cúm có thể xảy ra nhiều lần trong năm. Mọi người nghĩ rằng nếu lần này dùng thuốc chữa được thì các lần sau cứ tiếp tục như vậy. Tuy nhiên, cảm cúm có nhiều loại, mỗi loại do những virus khác nhau gây ra. Do đó, một loại thuốc có thể hợp với thể này nhưng lại không hợp với thể khác. Vì vậy, cần phải cẩn trọng khi sử dụng thuốc cảm và sử dụng theo chỉ định của bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta có thể thấy cảm cúm là vấn đề sức khỏe thường gặp nhất trong năm, nhất là vào mùa đông khi chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn và không khí ô nhiễm nặng. Có nhiều cách chữa cảm cúm bằng các bài thuốc dân gian, dược liệu từ thiên nhiên hay có sẵn trong nhà mà vẫn hiệu quả. Hy vọng 11 mẹo trị cảm cúm tự nhiên an toàn, Sống An Vui chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ là những kiến thức bổ ích quý vị có thể áp dụng khi cần. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.